Chị cho đứng im ngu hoài, biết không muốn buộc chỗ nào? Đợi ông coi chỉ có buộc chỗ nào, không chỉ mà đứng mũi mà không chỉ. Rồi bước qua buộc đi. Buộc chỗ nào không chỉ mà đứng mũi mà không chỉ. Hỏi người ta tiếng chân ơi. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà mình đang là đuổi á. Check in chờ nổi cái răng và hiện tại thì đang ở trung tâm luôn nha mọi người. Chị của mình nè. Chị mình là u bốn mấy nha mọi người, nhưng mà rất là trẻ luôn. Người đẹp là không tuổi nha, chàng 8 tuổi á. Còn là ở trước á là hồi lúc đó mà chị đầu tiên á là chị chơi dương cô chi này kia đồ, mấy em còn chút ép không mà. Mới có chút chiều mà giờ mấy em lớn hết rồi. Mà chị vẫn vậy nha. U 40 nha cả nhà. Mấy chị em toàn là mặc đồ bà ba không nè mọi người, vui lắm nha. Mới vừa ăn sáng xong rồi bây giờ thì chuẩn bị là dạ đúng rồi sáng rồi em chị mình nè. Bây giờ là ghe cập bến rồi. Vừa rời khỏi dạ em nè. Đây đây như đây nè, 1, 2. Ok, mặt tao hình như thiếu, vẫn còn thiếu người phải không? Ủa chứ? Ủa, ta cái đèn cái đó kìa. Trời ơi, đẹp quá trời, 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 đẹp quá. Ở trên là trung tâm chỗ nãy mình ăn cháo chị nên đông. Nó đến trung tâm quá mình không có được. Ăn gì quá tao qua luôn. Mình đậu ở đây là đã. Mình đậu chỗ này là đẹp quá đó, mình lắm rồi. Nhiều quá. Tại vì mình bao quá luôn. Hồi nãy chỗ mình ăn cháo là ngay trung tâm luôn nên mình không có thấy được toàn cảnh. Đi ra rồi mà đó, bảo mới bán được nè. Cho mày quay tiếng cho mình đi lút hàng đó. Tạo cái hai chiếc thuyền nó kẹp với nhau nữa. Bên này cảm thấy là để quá để thế gian rất to à. Mình tập nó ba chứ nè, không nhẽ là ê mà những người tham quan là đa số là người nước ngoài nữa, cho nên nếu mình mặc đồ bà ba thì họ nhìn mà chúng mình lại suốt suốt với chương trình nhưng mình đem biểu diễn giống như là chương trình đâu phải chương trình gì nữa à, à, giống như là ca khúc ấy. Chị mở nhạc lên mình hát luôn đi, mình làm lấy lô sáng luôn đi. Kìa người ta quay phim mình kìa. Hello. Ăn bít xấy ngon không anh? Ngon. Ăn chậm. Hai con cháu lật tung cho. Hồi nãy không có live stream Minh Sơn lấy nha. Nãy trong lúc vui mà mình không có live stream, giờ mình dừng tạo rồi mình mới live stream. Này là họ đang chạy đi lại làng nghề hay gì nè. Ở đâu đường này hả? Xa lắm. Xa lắm chị, mà nó vô con đường nhỏ cho nên chắc cũng có thể mình phải thuê một chiếc gì nó mới vô được. Tại mấy nhỏ xíu à. Không biết bây giờ nó có bự ra không à. Ê, nhưng mà dắt này chưa có bán đồ nhiều, mới có người du lịch nhiều thôi ha, chứ không thấy cái người mà ta treo lên cây xào á bán này nó kia đâu á. Khúc trên
mình nằm là cái khúc hồi nãy cuối cùng rồi, khúc trên đó đó, đó. À rồi cái vậy chân cái xuống đông đông ở kia đó. Vậy vậy là treo đồ đó, người ta mới là chợ á, còn mình mình đi rồi mình ăn rồi, mình ăn cái mấy giờ chưa rồi, nãy em ăn rồi còn rồi mấy chị chưa ăn á, mấy anh đồ là ăn hết rồi đó. Ta nhìn mình chứ tôi cũng thắc mắc dữ lắm nè, xong rồi nó cao không, ghe bự không, màu áo giả màu ba không nhở. Người ta chỉ mình quá chân luôn chân. Vô cầm máy vô, cầm máy vô mặt vô. Giờ cái hướng này sáng này, hướng hướng này nè, hướng này nè. Hello, xin chào mọi người. Bà mấy chị mình đang có mặt tại cái găng. Ủa, chị chưa quay hả? Này chị chụp hình hả? Chụp á. Đây. Hướng nó sáng không? Chị tiền quay qua nữa là được. Nè, quay qua lại nè. Đó bà ba. Ôi, đẹp đó, đẹp kìa, đẹp kìa. Chị Tiên. Hình như em che à, phải không? Chưa Phan, em phải chụp lại, chụp ngang nè. Dạ. Đó, vậy nè mới thấy hết nè. Cái hồ đó ơi, đẹp quá. Quay hướng này nè. Vậy hả? Vậy vậy, à, vậy mấy chị quay qua lại nha. Nhiều đi, nhiều nhiều đi. Đứng giống nãy á, đứng giống nãy á. Chị tiền đâu? À, đẹp đó. Ok, tấm này quá đẹp nè. Tấm này là đẹp nhất đó. Được rồi. Rồi. Đây em chụp một cái. À. Nè chị nghe. Mình ở trên cao này mình nhìn vô thoải mái đó hả? Ở dưới người ta chỉ thấy tầm ở dưới thôi, còn mình ở trên cao gì mình nhìn đây là người ta tò mò mình lắm luôn. Chụp hình đi rồi hôm đi qua mấy cái sạp làng nghề, mất mấy cái xuồng mình không bơi xong đó. Kêu đưa qua bển, à. Đưa về dài đó, nhiêu tiền. Là chị chơi ngồi đi nè, với bà này nè. Đi không, kêu bà lại. Chú có đi mua cái gì? Nhưng mà chú tiền đó, nó nhỏ lắm. Nhỏ lắm. Trên đây nè, chú nhé. Hả? À, nhưng mà mình đi với cũng 300 đó hả? Vậy không đi. À, ý là giờ đi ai không, đi ai không bây giờ mình lên bộ mình đi lại làng nghề luôn. Ở đi bộ được hả? Được mà. Ê cha ngủ đi bộ lên đặt kìa. Đi bộ, đi bộ lên. Để thôi bây giờ mình thuê là 300, trong khi 300 đó người ta chọn gói luôn. Đi không? Hỏi thăm hoặc là định gì. Đâu hả? Đừng có đi bây giờ chưa? Người ta đưa em đi chứ em không có tiền đường tự đi. Đi bộ phải không? Đi bộ đi. Lỗi được phải không? Để đậu nghe qua hàng cây đó hỏi người ta đậu. Đó. Rồi mình đi bộ, đúng rồi. Để lên bờ đi bộ qua. Mình nhìn đi bộ rồi mình xuống mấy chỗ này cũng được mà. Thì mình lui ra sao đó xích xích. Đúng rồi. Vậy là mình qua kia mình đậu đi. Ở đây còn sớm mà. Ở đây chơi chút đi. Từ đi lên đi gấp đi. Đi từ từ, đi từ từ. Đi bộ. Còn không thì nửa sáng thì mình đi cho ba ôm chị. Không có trường hợp đâu. Dù mi nó cũng đỡ mệt để đi bằng cái gì. Đó là bộ nhiêu đi, có mấy trăm mét. Thường là làng nghề ở đâu? Dạ, người ta đi làm nghề về đó chứ nữa. Này bộ loại dài dài cái mấy cái phà này nè. Ủa một phê em bay. Em có gặp cái chữa. Năm qua con đi mua rồi. Đi mặt nhỏ cầm máy đi. Thì cứ chừng dắt mấy cái này là mình bay xuống sông luôn á chị. Hướng này phải không? À. Ngồi dưới không? Đó. Ngồi dưới. Cái nữa hồi đang không có cái cự à. Nè đang nha. Nhỏ nhỏ. Nhanh giật chính vô điện thoại đâu mất tiêu rồi. Mày cao mà đứng sống lên xe mày cao. Ngồi selfie, ngồi chụp hình. Được chưa? Ngồi em kì, ngồi tám ngồi. Đi với gia đình nên rất là thoải mái lắm nha mọi người. Sáng sớm mình thở không khí trong lành ở tại chợ cái găng dưới này là cuối cùng thích luôn. À, những ai mà miền Tây thì
đều nghe đến là chợ nổi Cái Răng hết. Hiện nay mới được tận hưởng, mới được chiêm hưởng cảnh đẹp nơi đây. Nay hội chợ bên đó là gì? Đi chơi về chợ. À, đi chơi hôm qua chưa về, đi hồi tối là ở đây ngủ luôn, hồi tối là mấy chị hút sáng đi luôn á, ai ngủ thì ngủ tầm khoảng 3-4 tiếng rồi, sau đó thì 4:30 cũng thức dậy để chạy lại chợ nổi Cái Răng. Tại vì thường á ai mà đi đến Cần Thơ buổi tối là đi Bến Ninh Kiều, còn buổi sáng là chợ nổi Cái Răng, cho nên đó là đều ngủ lại qua đêm á, nên mình đi riêng đi vậy thì nó sẽ vui hơn. Rồi Cái Răng cá thì đa số là mọi người sẽ ở lại ngủ qua đêm á, chỉ vui mong dưới này ai mà yêu sông nước là rất là thích luôn. Có rất là nhiều ghe thuyền qua lại đây, chủ yếu là thuyền của đưa khách du lịch nha, và mình thì đi bằng ghe nhà, ghe của gia đình, cho nên nó là thoải mái giờ giấc, muốn đi đâu thì đi. Nên hồi tối thì cũng đi Bến Ninh Kiều á, rồi nhìn cận cảnh của cái cầu á, cái cầu nó đẹp lắm, nó có nhiều màu sắc. Sáng thì tờ mờ sớm là đã có mặt tại chợ rồi, ăn cháo để lót lòng. Rồi bây giờ thì thấy rất là nhiều người á, nhiều chiếc thuyền á đang đi vào làng nghề, mà giờ thì cũng chưa có đi đường vào, cho nên á ở đây nghỉ xíu rồi sau đó thì sẽ đi vào làng nghề. Ở chợ nổi Cái Răng có làng nghề rất là nổi tiếng luôn, những cái món đồ mỹ nghệ á. Đa số luôn toàn là người nước ngoài, khách du lịch là nước ngoài, nên cái chợ nổi Cái Răng này đã từ lâu lắm rồi là nổi tiếng đi mọi người, bây giờ trở thành như là một cái du lịch của địa phương. Ai đến Cái Răng nhớ ghé khu du lịch chợ nổi Cái Răng đi nha mọi người. Một chiếc thuyền tầm khoảng vài trăm ngàn là đưa mình đi khắp nơi, đi giáp hết ở cái khu vực này luôn, đưa mình ăn những cái món hải sản đặc sản. Đặc sản ở Cần Thơ, mua gạo, mua những thứ mà ở chỉ ở Cần Thơ mới có. Thì khách thường thì đến mua những cái để đem về làm quà. Đây nhìn qua thì thấy nó hơi nhỏ nè, để mình dơm lên nha. Đó, đông lên nè mọi người. Ủa em đi đâu mà ở gần đây em? Kết nối chậm thôi. Em đang đi chơi ở đâu Phượng? Lấy cái đồ lao cho sạch cái đó đi. Cái hai người ngồi kiểu qua dắt kéo qua hai bên, hai người quay đầu đông lên. Hai người đông lên, hai người đông lên. Cái cách tiếng đó đó. Ngay cái cách tiếng trên cái... Này hả? Ngồi đông đó đó. Ê, ngồi áo bà ba ngồi trước đi, chụp lên lấy vàng sao luôn coi. Bà ba ngồi trước đi. Ê, hai người đó giống một cặp á. Hai người đó xét ngủ với nhau. Cái ngủ với nhau. Thấy sao luôn mà. Ngồi đây nha. Ai đi quán tới ngồi tàu. Quay à. Lấy hết được. Ngồi đây đi. 60 độ ha. Em lại đây nè em. Phượng cũng đang ở gần đây. Em ở gần thôi chứ không có đi chơi. Lên. Nhanh 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 lên. N
tắm rồi. Rồi cho bữa đây nào tắm mát thì đưa mặt cho tao vô tao ngồi với mày. Rồi bắt đầu chương trình là chụp hình nha, mình sẽ chụp hình.